Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Trang Life Vlog. Trong video clip hôm nay, mình xin chia sẻ cho các bạn mẫu móng da báo hay còn gọi là da beo. Để làm được bộ móng này, các bạn cần chuẩn bị cho mình một cây cọ râu, một mặt phẳng để đổ sơn. Chúng ta sẽ lấy màu đen, màu trắng, màu xanh da trời. Chúng ta sẽ dùng cọ râu chấm lấy màu đen và vẽ lên móng kiểu con cò đang bay và tô to to ra. Sang các ngón bên cạnh thì mình sẽ vẽ cái mặt con báo nhé. Thank you.
Vậy là mình vừa hoàn thành xong mẫu móng da báo. Có rất nhiều kiểu cách vẽ da báo khác nhau. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để được theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!